cô tính như vậy tới bao giờ hả chuyện gì hả cô muốn trốn tránh tôi như vậy cho tới bao giờ đi sao chứ anh thấy khó chịu hả phải tôi thấy khó chịu lắm vì sau này tôi với cô không thể nào không gặp nhau được tôi chỉ muốn giữ đồng nghiệp với nhau thoải mái làm gì sẽ tốt hơn Vân <laughs> rõ việc công việc tư rõ ràng sao Nghe đi anh Han Jun Ho. Không đúng. Diện trưởng Han. Anh còn khốn nạn hơn tôi nghĩ nữa. Đùa dẫn với tình cảm của người khác, sau đó lại phủi tay bỏ đi. Không muốn chịu trách nhiệm, bản thân khó chịu một chút cũng không thể nào chịu được. Nếu không thể tới được với tôi thì ít nhất đừng có làm cho tôi hiểu lầm như vậy chứ. Nếu làm cho cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Không cần. Không cần anh phải xin lỗi đâu. Vì tôi không muốn sau này còn dính líu liên quan gì tới anh nữa tôi có hẹn rồi cần phải đi trước có thật là hôm nay cô đi câu mắt đúng không Có gì mà khiến cho diện trưởng Han tò mò vậy hả? Nếu vì tôi thì cô không cần phải đi gặp hàng người đó đâu Anh ta thực sự không phải là người tốt Hết nói nổi Không thể có được Lại không nỡ để người khác lấy đi. Không nữa. phải như vậy đâu Tôi thực sự Chỉ mong cô có thể gặp được người tốt với cô Đừng quan tâm tới tôi Tôi gặp ai đó, đó là chuyện của tôi anh đi mà bảo vệ tốt gia đình quý giá đó của anh đi đừng có mà lo chuyện người khác như vậy nữa đúng như lời giới thiệu cô đẹp lắm nhờ ba tôi giỏi phẫu thuật cho tôi <laughs> tính cô cũng thẳng thắn quá đó chứ trước mặt bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cần gì phải nói dối nghe nói là anh vẫn chưa kết hôn quen với người từng ly hôn không sao chứ bởi vì người đó là cô những điều đó không sao tính anh cũng giống như tôi nói chuyện rất thẳng thắn đó đang ở trước mặt cô thì đâu có gì phải nói dối Nghe nói trước đây anh từng quen một người và rất chút nữa kết hôn Ai nói với cô vậy? Là diện trưởng Han sao? Không phải Không phải là diện trưởng Han nói với tôi đâu <laughs> Tôi không biết là cô đã nghe chuyện đó ở đâu Nhưng mà chúng tôi Không phải quan hệ đó dù đúng là quan hệ đó thì tôi cũng không quan tâm vậy tại sao cô lại hỏi tôi cô không quan tâm nó mà nghĩ kỹ lại anh nói cũng có lý <cười> <cười> cuối tuần này có buổi hội thảo chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ anh có đi dự hay không cô có tới đó không có nếu vậy cùng đi chung xe với tôi đi vậy cũng được buổi hội thảo chương về thẩm mỹ hả ờ à. anh đi tới đó một mình hay sao không có với ai vậy cổ đông của bệnh viện cổ đông bệnh viện ờ à, có phải người phụ nữ còn rất trẻ đó không vậy em gái em nói sao ừ nhưng cho dù cổ là quản lý đi nữa cổ kêu tên anh như vậy mà nghe được á hả tính kiêu ngạo lắm chứ gì coi thường nhân viên bên dưới lắm đúng không anh cũng không biết nữa ông xã anh không muốn tới dự buổi hội thảo hả sao nhìn mặt anh biết liền luôn cuối tuần còn phải đi làm nữa thấy mệt chết đi được đó biết là như vậy nhưng mà anh vẫn phải đi thôi em lấy thêm canh ha một chút thôi nhưng chắc cô gái đó có năng lực lắm đúng không còn trẻ như vậy đã làm được quản lý rồi ừ cô kết hôn chưa vậy sao anh biết được chứ nhưng mà cậu út muốn qua làm thờ tạo màu tóc thật hay sao Ờ. À. mẹ vợ có đồng ý chuyện này hay không không thể đồng ý được tại bà cứ như vậy nên chuyện này cũng đã xong xuôi hết rồi ông nói cái gì bà cứ khóc với Câm đông là mọi chuyện sẽ kết thúc hết thôi Ai, cái thằng nhóc khó ư ừ. bà nói thiệt với tôi đi trong lòng bà chắc vui lắm có đúng không không phải cung đông nói lý do nó sống tới bây giờ chính là bởi vì bà đó không phải sao vui cái gì chứ nó nói miệng vậy thôi tưởng tôi không biết à, à lại 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 nữa rồi bà biết cung đông đã nói thật lòng nó mà bà đừng có vậy nữa cuối cùng cũng phải đồng ý chi bằng vui vẻ chấp nhận đi thời đại bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi chỉ cần nó trở thành nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Không chừng nhân viên công chức còn không bằng à Muốn trở thành một nhà tạo mẫu nổi tiếng Bộ dễ lắm hay sao Vì không phải là chuyện dễ nên cung đông nó mới muốn thử thách đó chứ Thấy mẹ nó làm nên nó tưởng cái nghề này dễ lắm Cho nó làm thử đi Coi chưa tới ba ngày nó chạy mất tiêu cho ông coi Bà nói như vậy nghĩa là Đồng ý rồi có phải không Tôi nói gì Bà nói cho nó làm thử coi Cái gì làm, làm gì có Sao không có mới nói tức thị mà Cơm đông à Nè, Cơ, con mẹ đã. con đồng ý N rồi N con ơi mẹ đâu, 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 đâu có mà đâu <laughs> trời ơi đâu. đông ông này thiệt hết nói rồi mà trời. hả thiệt hả ba à, mẹ con đồng ý rồi hả dĩ nhiên ba nói thiệt rồi <laughs> nói thiệt trong chuyện này nhờ ba đó <laughs> nhóc con con còn chưa nói tiếng cảm ơn ba đó <laughs> thiệt tình chỉ biết mẹ nó không mà <laughs> cái thằng này <laughs> mẹ ơi thiệt hả mẹ thì gì? Thì chuyện mẹ đồng ý cho con học tốt đó. Không phải đâu, đều tại ba con đó. <laughs> cảm ơn mẹ, thật lòng cảm ơn mẹ nhiều lắm. sớm vậy, bao bỏ ra đi. Mẹ à, con sẽ cố gắng hết mình. Cho con tới làm thử mấy ngày. Nếu mà thấy không được, thì con phải đi thi lại công chức cho mẹ đó nha, biết chưa? Rõ chưa hả? Không có đâu mà. Con thực sự rất là muốn theo nghề đó. <cười> <cười> Ôi <laughs> trời ơi Ô, Mắc cười quá đi ha cô kìa Mắc cười quá Dạ con về rồi ờ, ờ, Sang về Mi về rồi hả, rồi hả con <cười> <cười> Anh hai chị dâu ơi Sang Mi về rồi Ôi trời có gì đâu mà cần phải kêu ba mẹ con ra à. làm gì Ờ à, Con sao hả con ừ? Đâu có sao đâu Thì uh, chỉ gặp con vậy thôi à Con đã nói không đi rồi mà sao đột nhiên tới đó làm gì Lãng phí thời gian của con Không tới mức độ đó đâu ba Vậy hả? Mau kể cho mẹ nghe cụ thể sao đi con Ê, <laughs> thiệt tình Cho à. À, 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 okay, em xin lỗi nha à, Dạ cứ nói à, tiếp dạ, đi Dạ chị cứ nói tiếp đi chị dâu Cô Út dọn suốt cả ngày rồi không thấy mệt chút nào hay sao Cô mau lên lầu nghỉ ngơi sớm đi Dạ em không có mệt hết à, Mệt quá đi Dông Xuân nè à. Anh thấy mệt rồi Tụi mình lên lầu nghỉ ngơi sớm đi nha Trời ơi anh thấy mệt lắm hả anh À. Nếu vậy anh mau đi vô phòng nghỉ ngơi trước đi Em nghe Sang Mi kể xong rồi vô sao à, Ừ vậy cũng được Nếu vậy anh vô phòng dạ. nghỉ ngơi trước tôi nha à? Dạ à. Ừ. Con nghe mau, mau kể. kể đi Sang Mi Cậu mà con gặp hôm nay Sao hả Có gì đâu mà kể Thì anh ấy trông Cũng không phải là người xấu xa gì hết Cũng bình thường ừ. con, con có tính gặp, gặp cậu ấy lần nữa không con Cô Út Dạ Mẹ nó chính là tôi Không phải cô Út mà là tôi đây nè à, Dĩ nhiên là em biết chứ chị dâu Nhưng sao chị lại nói vậy Thôi cô cứ nhảy vô học của người khác Nói thay lời của người khác Có ai mượn cô nói thay hay không hả à, Em đã làm vậy sao chị Ờ, à, còn gì nữa à, Dạ, chị cứ nói đi chị dâu ừ. Còn tính gặp lại cậu ấy nữa không à, Hồi nãy em đã hỏi câu này rồi mà Cô Út D dạ, em biết rồi chị Con mau trả lời nhanh đi Mẹ con đang hỏi con kìa Có, cuối tuần này À nhưng không phải thứ bảy tuần này Con phải tham gia hội thảo nghiên cứu sao Con sẽ đi chung với anh ấy Viện trưởng Han thì sao Thì chắc là anh ấy phải đi một mình thôi Bộ con còn phải lo cho anh ấy nữa sao Ê cha Con vẫn nên đi xe viện trưởng Hành tới đó Nói sao hai đứa chỉ mới coi mắt lần đầu Người khác nhìn thấy hai đứa đi chung xe Tới đó tham dự hội thảo vậy sẽ có tin đồn không tốt đó. Con tự biết nên làm gì mà. Ê, Ê, sao xa. con lên phòng máu vậy? Thì tên nhà hết chuyện để nói rồi, con lên nghỉ đi. ơi trời, sao giờ này rồi mà sang quên còn chưa về nữa. Dạ, nó mới gọi điện thoại cho em nè chị, nó nói quét xong sơn rồi sẽ về nhà. Thôi hết nói nổi, không biết ai mới là mẹ của tụi nó đi. ơi trời, đã nói là chỉ rồi, sao mà cứ hỏi hoài Ôi trời ơi trời ơi trời! Ơi. Ồ, oh, khó hơn mình tưởng tượng ha. Hết <laughs> hồ. Oh, Ồ, tới rồi hả? Mình anh làm thôi hả? Ồ, oh, tưởng một mình làm được, ai dè khó quá trời. Giờ này rồi, anh ăn tối chưa? Còn chưa ăn trưa nữa đó. Em cũng chưa ăn tối đúng không? Mình ra ngoài ăn gì đó đi nha. Ồ, uh, vậy về nhà em đi. Em có món ăn giặt ngon lắm. Mm. Mấy món này ăn ngon thiệt đó nha Em mua ở đâu vậy? Không phải là em mua Vậy em tự làm sao? Ờ, ừ. được vậy thì cũng mừng rồi Nhưng tiếc là không phải Là một chị quen em làm đó ừ. Coi bộ tay nghề nấu ăn của cô ấy rất giỏi Có cơ hội em giới thiệu cho anh làm quen đi Để anh học cách làm món này Không cần phải vậy Em học rồi về làm cho anh ăn nha Ê Em hả? Sao vậy? Sao vậy? Thì tại sao? <laughs> bỏ đi cho anh thêm cơm đi thực sự hôm nay Cô đi cô mắt sao thiệt tình không thể có được lại không nỡ để người khác lấy đi mất sao vậy anh đang lo chuyện gì hả đâu có em ngủ đi ờ à. Trước 10 giờ, tôi sẽ tới nhà cô đón cô. Sao vậy anh? Chưa tới giờ hả? Ờ, à, anh ta liền. Dạ, ba đi làm cẩn thận Chào con, con cũng đi cắm trại vui nha Ông xã, em thấy anh lại lạ làm sao á Lạ gì? Mấy ngày trước anh còn nói là không muốn đi dự hội thảo Nhưng bây giờ thấy anh có vẻ rất vui à. Cuối cùng con phải đi, dĩ nhiên đi vui vẻ sẽ tốt hơn <laughs> Cũng là vì cái tính này của anh mà em thích anh tới vậy á Ừ, nếu em thấy chán có thể qua bên nhà mẹ vợ chơi cũng được Em cũng đang tính qua nhà mẹ Phải giới thiệu gia room nhà mình với mọi người chứ anh phải đi xa nên chạy xe thật cẩn thận đó. À. Ờ. <laughs> Giờ đêm nè, mẹ con mình cũng phải chuẩn bị thôi. <laughs> đi con, nhanh lên. Bác sĩ cho tới đây có việc gì? Tôi chưa nói với viện trưởng Han sao? Anh Song Miên cũng tới dự hội thảo nên tôi sẽ đi chung xe với anh ấy. Có chuyện gì sao? Chắc là tôi quên rồi, tôi xin lỗi viện trưởng Han. Bây giờ mình đi thôi. Ừ, về lát gặp ở hội thảo. Ừ. Được. <laughs> Hết nối. Rồi, mình vô nhà thôi Mẹ ơi Tới rồi hả? Dạ Dẫn thằng bé tới luôn hả? Con muốn giới thiệu thằng bé với cả nhà mình Mẹ cũng vô trong nhà với con luôn đi Ê, không cần đâu Lần trước giới thiệu nó với mẹ rồi mà à, Mẹ vô luôn đi mẹ Mẹ không vô đâu Ồ, oh, về rồi hả con? <laughs> dạ, con chào ba. Ồ, oh, thằng bé là Dơ râm đó hả? Dạ, Dơ râm nè. Con mau chào ông đi con. Ông là ông ngoại, là ba của mẹ. Dạ, con là Dơ râm. Xin chào ông ngoại. Ờ, à, ông chào con. Chà, nhìn thằng bé ở ngoài đời còn đáng yêu hơn trong hình gấp trăm lần. Dơ nè, ông ngoại có thể nào ôm con chút được không? Một lần thôi nghe con. Dạ. cháu ngoại của ông ngoan lắm hoan nghênh con tới nhà mình ha ngoan ngoan ê chà ngoan lắm cháu của ông tốt rồi tốt rồi ê chà tốt tới đâu cũng là con người khác thích con nít như vậy thì xin con cho chun hô nhà mình tốt biết bao nhiêu chứ <laughs> bà không biết dơ thích món gì nên đã chuẩn bị rất nhiều món Nói bà nghe con thích món gì nè Dạ mấy món này con đều thích hết luôn Vậy à <laughs> Nhưng mà trong này cũng sẽ có một món mà con thích ăn nhất chứ Ờ là bánh gạo, cơm nấm, sườn chiên giòn Dơ nhà chúng ta món nào cũng thích ăn hết trơn á Đúng không con Dơ nè, ăn món này trước đi ha Đây Dạ Càng nhìn càng thấy đáng yêu quá Phải rồi đó ai xin mà sao dễ thương quá đi hả <laughs> ông xã ừ. à, tôi à lỡ à, lỡ bị không thôi giờ à. trong nhà mình thích chơi đồ chơi gì cậu sẽ mua cho con nha trung đông à em đã tìm được việc làm rồi hả ờ à, dạ chưa chị em đã đưa đơn xin việc mấy chỗ rồi nhưng mà đa phần người ta chơi tuổi em hơi lớn Tuổi mấy người trẻ không mà Vậy từ từ tìm cũng được trong lúc đó em có thể tới tiệm của mẹ làm mà tới tiệm nhà mình làm hả em sao cũng được hết Mẹ không chịu, làm vậy mất mặt lắm Trời đất, mẹ, mẹ, mẹ nói bao giờ Cần gì phải nói ra miệng, nhìn mẹ là hiểu rồi. à Mẹ đừng có nghĩ vậy mà mẹ Con trai biết ra tiệm phụ mẹ làm việc đáng khen lắm luôn đó Bây giờ mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, có tiệm con mình nè Cho cơm đông ra phụ mẹ một tay vậy cũng tốt mà Không phải rồi đó, không phải dạo này bà Thang thấy mệt sao Bà chịu khó dạy cho Câm Đông biết cách làm Sau này giao tiệm cho nó không phải tốt nhất Đúng hả Tốt nhất cái gì Kêu nó theo tôi học tay nghề để làm gì Nếu nó muốn học thì phải cho nó học kỹ thuật mới à, Vậy ngày mai Con bắt đầu tới tiệm mẹ con học tay nghề đi biết chưa hả? Có được không hả mẹ Mẹ không có biết đâu Mẹ của mình á nói không biết Có nghĩa là đồng ý rồi đó Mai em tới tiệm làm việc đi hả Dạ Giờ vấn đề việc làm của Câm Đông đã được giải quyết xong rồi Còn có thể phẫu thuật thẩm mỹ chứ Không, không được, được.

căn giấy này anh lao đỡ đi ờ à, không sao biết phải làm sao đây? tôi xin lỗi à, không hơn. sao đâu không phải cô cố tình làm vậy không sao đâu mà cô cứ đi đi không sao đâu ơ à, đây nè ơ oh. mm. mình đổi chỗ khác đi sao vậy ờ à, đổi chỗ tiệm này không ngon lắm mình mau đi thôi Ôi trời tiệm này đồ uống ngon lắm đợi lát mình đi mua cà phê cho cậu đợi mình nha Thế ra, ảnh là nhà gian đó sao? À. <laughs> sao tới ba ly lận? Còn ai tới nữa? Ê! Chờ chút. À... Ly này, tôi mời anh. Sao? À, trời, không cần phải mua cho tôi đâu ê à, ngại quá à. ủa chào cô thông gia chào <laughs> vậy là hai người quen nhau anh nhà xuôi gia hả ờ dạ xin chào anh nha tôi là bạn của cơm chu chung Sô ra hân hạnh được quen biết anh <laughs> dạ chào cô <laughs> Vô thôi mình đã tới phòng của em rồi. Phòng anh ở gần phòng em đó, nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh. Dạ. Ừ. À, diễn trưởng Han cũng tới nhanh quá ha. Phòng của anh số mấy? Phòng 1810. Ở sát phòng Sammy. Lát nữa mình gặp nha. Ừ. Ờ, viện trưởng Choi. À, <laughs> lâu rồi lâu mới gặp, anh. mới tới hả? Cô Sang Mi à? Ừ. Lát nữa mình uống một ly đi. Không đi. cô đừng đi để tôi đi là được rồi tôi ngâm đủ rồi ờ sao anh xong mi à, em ngâm nước nóng bây giờ đang tính về phòng đi uống rượu sao cũng được thôi vậy lát nữa thay đồ xong em tới phòng của anh nha ừ đi rồi hả biết đâu không mà dám vô liên quan gì tới anh chứ đã kêu anh đừng quan tâm tới tôi rồi mà sao tôi có thể không quan tâm chứ anh có tư cách gì mà quan tâm chuyện của tôi diện trưởng đã nhờ tôi chăm sóc cho cô mà cô nghe không thấy hay sao hả anh làm như vậy vì ba tôi đã giờ anh đó sao chỉ vì lý do đó thôi anh nói đi chứ ba giờ anh chăm sóc tôi nên anh mới làm như vậy hả anh biết làm vậy có nghĩa là gì không anh có biết làm vậy có nghĩa là gì không Suốt cả thời gian ngày hôm nay Trong đầu tôi chỉ nghĩ về cô thôi Vậy thì đã sao Vậy thì đã sao chứ Tôi thật sự đã thua Thua cô rồi Cô còn không hiểu như vậy nghĩa là gì sao